quý, chúng ta hãy nhường phía thảm đỏ để ban tổ chức chúng tôi được chào đón sự hiện diện của những chủ nhân chính trong bữa tiệc cưới ngày hôm nay. Và chúng ta chào đón nhau bằng một tràng pháo tay nồng nồng hào phóng của toàn thể hội trường đi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều bản Minh Phương, thân sinh ra chú rể Việt Thắng và gia đình của bản Nhất Cảnh, thân sinh ra cô dâu Nguyễn Ngọc cùng tiến lên sân khấu của hội trường. Giữ tay nhau thật lâu và hứa với nhau sẽ đi trọn tới cuối con đường hạnh phúc của mình.
Việt Thắng và Nguyễn Ngọc thân mến, hai bạn đang được đón tiếp rất đông đủ quý vị quan viên của đài gia đình cũng như những người bạn cũ thân thiết của đôi bạn. Và ngày hôm nay là ngày hạnh phúc lớn lao của đội tân nhân dân nhân, xin chúc mừng cô dâu và chú rể. Sau đây ban tổ chức chúng tôi mời ông Minh đại diện cho hai bên gia đình tham gia. Xin mời ông Phạm Quang Minh sẽ có đôi lời phát biểu chào đón tới toàn thể quý vị quan viên. Kính thưa toàn thể các cô, các ông, các bà, cô chú, anh chị em đã có mặt trong hội trường ngày hôm nay để dự lễ thành hôn của hai con chúng tôi. Cho phép tôi được gửi tới tất cả quý vị đại biểu lời cảm ơn đã nhiệt tình đến dự với buổi lễ thành hôn của hai con chúng tôi. Rất trân trọng những tình cảm mà quý vị đại biểu, các ông, các bà, anh chị em đã dành cho gia đình, hai gia đình nhà chúng tôi. Để có được buổi lễ thành công trọn vẹn, sự có mặt hiện diện của quý vị đại biểu, của các ông bà, cô chú, anh chị em là một phần không thể thiếu được. Cho nên chúng tôi, hai gia đình rất biết ơn và xin một lần nữa cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu. Chúc sức khỏe quý vị đại biểu, chúc sức khỏe tất cả mọi người thành công và may mắn hạnh phúc. Cảm ơn đại diện của hai bên gia đình chúng ta. Sau đây thì xin mời bố mẹ sẽ nắm lại sân khấu để chứng kiến hạnh phúc của các con. Xin thưa toàn quý vị, vào trong buổi lễ thành hôn tuyệt vời ngày hôm nay, một nghi thức không thể thiếu, đó là nghi thức chào nhẫn cưới. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời chú rể Việt Thắng sẽ cùng lấy ra chiếc nhẫn cưới hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất của mình để dành trao tặng cho cô dâu Nguyễn Ngọc. Nhẫn cưới thiên nhiên là hai vòng tròn nhỏ, không có điểm dừng, thể hiện cho tình yêu vĩnh cửu và tròn trịa của đôi tân nhân dân danh nhân Việt Thắng và Nguyễn Ngọc cũng không bao giờ có điểm dừng. Sau khi đan tay vào cặp nhẫn cưới này, thì Việt Thắng và Nguyễn Ngọc của chúng ta sẽ khẳng định chính thức là vợ và chồng của nhau, và sẽ nắm tay nhau nguyện đi suốt quãng đời hạnh phúc trăm năm đầy ý nghĩa. Xin mời cô dâu chú rể cùng đan tay vào cặp nhẫn cưới. Một biểu tượng đẹp, một biểu tượng thiêng liêng cho tình yêu đôi lứa, đó chính là minh chứng cho sự chung thủy và sự gắn kết vĩnh cửu của đôi tân lang và tân gia nhân. Chúc mừng quý bạn, hai bạn có thể nắm tay nhau, giơ bàn tay của mình lên, ghi lại khoảnh khắc đầy ý nghĩa. Chúng ta hãy cùng đổ những tràng pháo tay thật lớn để chứng kiến sự tuyệt vời ngày hôm nay, được không ạ? Cô dâu chú rể thân mến, quay lại đây đi ạ. Cô dâu đặt đôi tay lên đôi vai vững chắc của người chồng và chú rể thang rộng vòng tay ôm trọn lấy chiếc eo của vợ. Hai bạn sẽ tiến hành phần nghi thức tiếp theo trong ngày lễ thành hôn đầy nghi hôm nay. Vâng, và trước khi đến với một nghi thức rất quan trọng và đặc biệt và ý nghĩa này, thì Thu Hương có một điều nhỏ mà muốn hỏi ạ. Chú rể Việt Thắng ạ, chú rể đã dành tặng cho cô dâu Nguyễn Ngọc nụ hôn được bao nhiêu lần rồi? Bọn em yêu nhau là được 8 năm thì mỗi ngày dành một nụ hôn. Mỗi ngày một nụ hôn. Nụ hôn rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời ạ. Nghĩa là 360 x 8. Rất nhiều nghìn nụ hôn. Rất nhiều nghìn nụ hôn. 2 triệu nụ hôn. Đấy là công khai. Còn hôm nay chúng ta cùng chứng kiến một nụ hôn môi thật ngọt ngào, sâu đậm. Và đây là nụ hôn môi hợp pháp đầu tiên của đôi tân lang tân gia nhân. Đấy là điều quan trọng, phải không ạ? Điều nhân nhỏ này ạ. Quý vị ơi, quý vị hãy cùng vỗ tay thật lớn ạ. Nếu hơn dưới 3 phút sẽ là con gái, trên 3 phút sẽ là con trai, và nhiều hơn nữa sẽ là một cặp sinh đôi ạ. Và rất mong muốn hãy chạm vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị ạ. 3, 1, 2, 3. Xin mời. Xin mời cô dâu chú rể. Vâng, những chạm vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị đâu hết rồi ạ. Rất mong muốn ạ. Tất cả quý vị chúng ta hãy cùng dành những chạm vỗ tay thật lớn hơn nữa để cùng chúc mừng hạnh phúc cho cả đôi ngày hôm nay. Đây là nụ hôn của sinh đôi. Chúc mừng đôi tân lang tân gia nhân của chúng ta. Mời hai bạn sẽ tiến ra phía bàn bảy của hội trường. Việt Thắng và cô dâu Nguyễn Ngọc, chúng ta sẽ cùng hai chân tay cắt lên chiếc bánh cưới thể hiện sự tình yêu chung thủy. Xin được trân trọng kính mời hai bạn. Màu trắng trong của chiếc bánh này là tình yêu trong trắng mà Nguyễn Ngọc dành cho chú rể Việt Thắng. Vị ngọt ngào của chiếc bánh này chắc chắn cũng là tình yêu ngọt ngào mà chú rể Việt Thắng muốn dành cho cô dâu Nguyễn Ngọc. Vỗ tay thật lớn của toàn thể hội trường để chúc mừng đôi tân lang tân gia nhân của chúng ta.
rất tuyệt vời. Xin mời hai bạn sau khi các bài sẽ đến ra phía bàn chiều của hội trường. Mời cô dâu chú rể sẽ mở rượu sắp bay. Mời hai bạn cùng dâng lên tháp linh của tình yêu. Vâng ạ, xin được mời hai bạn sẽ cùng tay trong tay cầm chai sắp bay và cùng dắt đầy những tháp linh thể hiện ra sự tình yêu trung thủy, tình yêu vĩnh cửu. Thắng sẽ là dòng sông, còn Ngọc Nguyên là biển rộng. Việt thắng sẽ là gió lộng, còn Ngọc là mây bay. Việt thắng sẽ là nắng mai, Nguyễn Ngọc Quyền là hoa cỏ. Và chú rể Việt thắng chính thức là lối nhỏ để dẫn cô dâu Nguyễn Ngọc bước vào đời. Cuộc đời hạnh phúc hôn nhân đầy ý nghĩa. Xin chúc mừng hai bạn. Và trên rượu sâm banh thứ hai, xin được mời hai bạn sẽ cùng rất đầy những ly rượu có trước mặt ạ. Vâng ạ, xin chúc mừng cô dâu chú rể. Hai bạn tiếp tục rót đến tháp ạ. Rót hết chai rượu đến tháp nhỉ. Vâng, quý vị đang được chứng kiến những nụ cười hạnh phúc nhất, rạng người nhất mà chú rể Việt thắng và cô dâu Nguyễn Ngọc. Và luôn luôn cảm ơn tới sự diện của cùng quý vị, chúng ta đã chứng kiến buổi lễ thành hôn ngày hôm nay để cùng chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ và đặc biệt là chúc mừng cho đại gia đình. Sau khi rót đến tháp linh tình yêu, mời cô dâu chú rể sẽ nâng ly để mời thấy bố mẹ thân sinh của mình để chúng ta chính thức khai tiệc. Xin mời quý vị. Mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng rót đầy những ly bia. Cô dâu nâng ly mời thấy bố mẹ của mình ạ. Chú rể nâng ly mời thấy bố mẹ thân sinh ra người vợ của mình. Cảm ơn bố mẹ đôi bên đã cho hai con hình ảnh này và cảm ơn bố mẹ đôi bên, gia đình của ông bà Minh Cương và gia đình của ông bà Nhất Cảnh đã cho hai con là chú rể Việt thắng và cô dâu Nguyễn Ngọc hạnh phúc tuyệt vời như hôm nay. Và với khoảnh khắc này, Phương rất mong muốn cảm biệt tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đứng dậy và cùng nâng cao những ly bia, ly rượu của mình để cùng hô to một tiếng thật lớn để chúc mừng hạnh phúc cho đại gia đình ngày hôm nay ạ. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị. Mời hai bên gia đình thông gia chạm ly với nhau để chúng ta kết tình thông gia. Mừng cho tình thông gia của hai bên gia đình sẽ mãi gắn kết. Nhà gái hân hoan mừng rể thảo và nhà trai vui vẻ được đón sâu hiền. Chúc mừng hai bên gia đình thông gia. Chào ly với các con để cùng hạnh phúc trăm năm cho hai con. Với gia đình quay xuống bên dưới ạ. Chào toàn thể quý vị con viên ạ. Tiến lên phía trên hai bước đi ạ. Với toàn thể quý vị ạ, cảm phiền toàn thể quý vị hãy tạm ngừng câu chuyện tâm gia một ít giây lát thôi ạ. Nâng ly thật cao giúp ngọc đế ạ. Nâng ly thật cao giúp ban tổ chức ạ. Đây là cơ hội để hai bên gia đình cảm ơn toàn thể quý vị. Ở bên phải là nâng ly thật cao, bên trái ạ. Mời các cụ con các bạn quý vị con viên ạ. Chúng ta cùng hô thật to, được không ạ? Quý vị đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng kia. Một, hai, ba, sáu. Hai, ba, sáu. Chúc mừng hai bên gia đình chúng ta, mừng hạnh phúc trăm năm của cô dâu chú rể. Mời cô dâu chú rể đan tay vào nhau để uống ly rượu sau môi. Mời các bạn thông gia nhấp rượu. Xin được chúc mừng. Mời gia đình tạm thời đặt ly xuống phía dưới. Lát nữa thì chúng ta sẽ xuống phía dưới để chào quan khách. Bây giờ là thời khắc quan trọng. Kính thưa quý vị, nuôi con và nuôi dưỡng con khôn lớn, dựng vợ gả chồng đó là mong mỏi của các bậc làm cha làm mẹ, là trách nhiệm của các bậc làm cha làm mẹ. Dâu Nguyễn Ngọc và chú rể Việt thắng, một lần nữa chúng con xin được cảm ơn tới sự nuôi dưỡng của bố mẹ và chúng con xin hứa sẽ không làm mong mỏi tới sự của bố mẹ. Vâng, chúng con xin được ghi nhận những lời của ông ạ và chúc ông luôn luôn mạnh khỏe, bách niên dài lão. Vâng, rất mong muốn tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nổi những tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng ạ. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời ông bà ngoại của chú rể Việt thắng ạ.
xin trân trọng kính mời ạ.